ai giao cho mẹ hả? Cảm ơn Ruby nha. Ờ, để mẹ coi cái này là gì. Đi à, đồ chơi hả? Không, mẹ coi, Ruby coi với mẹ nè. Con coi nè. Bi coi không? Rồi bây giờ mẹ mở ra cho Bi coi nha. Ủa, đồ chơi hả? Để mẹ coi coi cái gì chứ mẹ cũng không biết cái gì đó nè. Hay là đồ chơi hay là đồ. Hay là đồ chơi hả? Ồ, đẹp quá Ruby ơi. Gì mở ra coi. Ủa, cái gì vậy? À, cái này của YouTube nè Ruby ơi. YouTube Candy. YouTube nè. YouTube Candy. Hả mẹ ơi. Wow. Ôi. Nút bạc YouTube của mẹ đó. Trời ơi. Wow, đây nè, nút bạc YouTube của Hồng Phượng nè mọi người, Hồng Phượng Official. Đó, vậy là được 100.000 người subscribe. Đó, cho nên là Phượng được 100.000 người nè. Ruby, Ruby cảm ơn đi. Cảm ơn mọi người, nói đi. Và nói là Phượng rất là chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã yêu thương Phượng trong thời gian qua, cũng như là yêu thương cái kênh Hồng Phượng Official. Đó là một cái quá trình rất là dài, từ năm 2017 là Phượng làm cái kênh này cho đến nay là năm 2022, là đã 5 năm rồi mọi người. 5 năm là một quá trình rất là dài ha. Chắc là Phượng là một trong những ca sĩ nhận nút bạc hơi lâu, nhưng mà đó là tất cả các tình cảm, các tâm tư mà Phượng đã dành cho cái kênh này, và cũng là một cái tình cảm tâm tư của tất cả quý vị khán giả đã yêu thương Phượng để ngày hôm nay Phượng được 100.000 sub, và quý vị đã ủng hộ Phượng trong thời gian qua. Phượng phải nói là Phượng cảm ơn những người đã chung tay với Phượng để mà đồng hành với Phượng thực hiện những cái MV, những cái bài hát để mà Phượng đăng tải lên trên kênh. Cảm ơn những anh em nghệ sĩ đã hát chung với Phượng để có những cái sản phẩm thật là đẹp, thật là tốt gửi đến quý vị khán giả. Một lần nữa Phượng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và chung tay với Phượng trong thời gian qua, và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Phượng nha, để Phượng có cái nút lấp lánh hơn, đó là nút vàng nha mọi người. Rất là mong có ngày đó luôn, mà không biết là bao lâu đây. Rồi, Phượng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị.